Hello cả nhà ơi, chào buổi sáng Pleiku, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cả nhà. Hiện tại em đang trên con đường này, con đường Nguyễn Tấn Thành, quốc lộ 14, đường đường chính đi đi sang các tỉnh ở miền cao nguyên. Đây Pleiku, tối qua nhà em đến đây thì thời tiết nó mưa, do vậy là chưa có quay được một chút xíu nào cái video cả nhà mình cùng xem ở đây. Buổi tối thì cái đường này đó là buổi tối, cái đường này thì nó được trang trí bởi đèn rất là nhiều, rất là đẹp. Cho mình xin một chút xíu mà quay cái nhiều lúc học mà xung quanh đường rất là rộng quá nha, đường hai bên rất là rộng, nhà cửa là cao, đúng không Si? Có học được đúng không? Chút nữa đi. Lúc đó bụng nó thông minh hơn. Hả? Lúc đó bụng nó thông minh hơn. Minh hơn. Nên tranh thủ. Đó thì đây cả nhà, phường Nguyễn Tất Thành đây, thành phố Pleiku. Em ở khách sạn Elegant. Đẹp lắm. Đẹp, giá cả hợp lý. Một phòng 4 người có chưa tới 500 ngàn rồi nè. Khánh Linh nữa nè, cái này rất là lớn. Ở đây có những khách sạn đẹp. Ở khu vực này khách sạn ok cả nhà. Bọn em sẽ quay lại thành phố này trong thời gian sớm nhất. Tại vì cái này, cái tour này là cái tour kêu bên Mazda Gia Lai. Chưa có kêu hoạch luôn. Cái tour này là lúc đầu bọn em đi các tỉnh Tây Nguyên á, nhưng mà do là chưa có đổi kế hoạch chuyển qua đi miền núi, do vậy là kế hoạch của các tỉnh Tây Nguyên là chưa thực hiện được. Em cũng đã có cái chương trình kế hoạch Tây Nguyên rồi nhưng mà chưa đi được, thì Pleiku cũng nằm trong danh sách để tham quan. Mà lần này thì thôi, do thời gian hạn hẹp cần phải đi về qua Đà Lạt nữa, đi xuống thì lần sau hẹn Tây Nguyên. Lần sau sẽ có những cái video, những cái chương trình đi tham quan trên Tây Nguyên. Thì thực ra là cũng không có quá khó khăn khi đi lên đây, nếu mà đi từ Sài Gòn lên, còn đi từ các tỉnh miền biển lên thì sẽ hơi khó khăn một xíu. Ô, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Head Office. Đi lộn đường người ta, qua đi lộn đường rồi, đúng rồi, quên rồi. Đây Hoàng Anh, đây là trụ sở của Hoàng Anh Gia Lai đây. Em đi bị nhầm đường rồi, để em quay đường lại. Hoàn phải. Ở đây có quay đầu là đường không? Không. Bên đây em quay đầu lại, cái em đi nhầm đường rồi. Đây là trụ sở của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Nam Phương. Đường, đây là đường Trường Chinh cả nhà ha, đường Trường Chinh. Thành phố Pleiku rất là đẹp, đường phố thì rộng thoáng. Tối qua thì đi ăn được món phở khô Gia Lai, phở hai tô hả? Phở hai tô. Phở hai tô hả? Là sao? Phở khô là một tô khô và một tô nước. À, phở khô, phở hai tô. Người ta có thể gọi là phở hai tô. Hai tô bột dĩa. Dĩa rau. Dĩa rau nữa. Nó nói vậy nó mới chính xác. Em quay đầu lại cả nhà. Bây giờ đi quán Kina Kitchen Coffee and Kitchen. Vừa ăn sáng vừa cà phê. Đây là một những cái quán mà thấy cái đăng trên mạng là cà phê khá là đẹp. Ở khu vực Gia Lai, thành phố Pleiku. Hoàng Anh Gia Lai Head Office, bên này là hội sở công ty Quang Đức Gia Lai. Mỗi công ty đều gắn cái chữ Gia Lai, Đức Long Gia Lai nữa. Đó, buổi sáng rất là đẹp luôn. Trụ sở của Hoàng Anh Gia Lai nằm ngay cái một vị trí cực kỳ đặc địa, ngay cái vòng xoay lớn, ngay cái tượng đài. Kia bên kia là Hoàng Anh Gia Lai Hotel. Cái gì anh lo anh làm bất động sản thì giờ anh khủng khiếp rồi. Anh chuyển qua nông nghiệp. Nông nghiệp nó bấp bênh lắm. Đó kêu gì đó. Cụp cụp. Đó. Có tiếng kêu không được hay lắm ha. Ngược lại con đường này 200 mét nữa sẽ phải vào
Ở đây khách sạn nhân viên cũng thân thiện hả? Ừ. Đúng không? Đi tiếp Phù Đồng thêm 1 km dưới nữa. Du lịch mà, mình cứ làm tốt đi thì một người truyền cho nhiều người thôi, đúng không? Dù như em làm khách sạn này ok, mình đã đi qua rồi, những người bạn đã ở, mình truyền lại, cái lần sau có ghé đó thì ghé, hoặc là những bạn lên đó nhớ hỏi mình, cái mình là chỉ. Đó là nhiệt tình lịch sự, cái người này chỉ, đẹp, giá cả phải chăng. Người này người kia chỉ nhau thôi, chứ còn cũng cái đó, cái truyền miệng nó còn hay hơn cả là review trên mạng, nhiều khi nó không có có thật lắm đâu. Người này chuyện thì xác đức cái gì có tin đang đi đâu gì mà anh cho like rút như like thì vô địch tới đây rồi. Anh ấy làm về nông nghiệp. Đẹp, đây là một xuống cái phố, đây là Phù Đổng, Pleiku. Ồ, đi xuống dốc luôn. Nó cứ dốc cao mà là đi xuống, nhà đây cất ngồi. Ôi, rồi sâu chưa? Đi thầm thầm luôn nè. Thì địa hình ở nhà ở đây nó dốc. Nó có những cái nhà nè, hết 2 tầng em mới lấy được bằng này nè, như nhà này nè. 2 tầng luôn. Ồ, đi xuống thung lũng. Ôi đẹp quá. Hả? Đẹp quá. Thung lũng luôn. Mát mẻ. Đó nè, dưới này cũng có nhiều đất trống nè. Con đường cũng không mềm mại. Thung lũng, thung lũng. Đi lên đến vùng miền này là nó có những cái địa hình gập gần đồi núi nè. Cái này lại bằng nè ha. Bằng rồi lại lên. Số ít cái nhà bằng thôi. Lên xuống ít bây giờ có cái nào mà bằng khu vực đó không có bằng ở nhà nghiêng nghiêng xíu vậy đó. Nghe em đi vào trong sâu luôn à. Rẽ trái vào cách mạng tháng 8, sau đó rẽ phải vào hẻm 169. Quán 7:30 mới mở cửa, giờ là 7:20. Hả? 81 là Gia Lai. Thấy ngồi chiếc Honda kêu nó hơi bé. Bé. Rồi quên cái thắng nó dùng thắng tay. 200 m nữa rẽ phải. Rẽ phải. Đường xá rộng. Đảm bảo là xe ô tô đi tới tận nơi luôn. Đường gì đây? Đường gì đây? Mạng 8. Quẹo đâu, quẹo đâu, quẹo đâu. Ở trên này, quẹo trên này, quẹo trên này có hẻm vô. Thứ mấy à? Bèm, bèm. Hả? Hôm nay thứ năm. Quên ngày, quên đất, quên giờ, quên giấc, quên trời. Ôi, sao cái quán gì nằm ở trong cái khu vực gì? Oh no, bắt tìm cái quán gì thế? Đó, sao nằm ở trong khu vực sâu thế nhỉ? Sâu đi đâu chứ? Đường Nguyễn Bá Lân. Không biết đúng không xa, không nha cả nhà. Chợ Hoa Lư. Dắt mình đi đâu vậy? Ba Cờ Long, đường Ba Cờ Long. Ôi, vào trong hẻm mà đường xá cũng đẹp lắm á, chứ đầu qua đầu. Đó, đường nối ra đây là đẹp rồi nè. Đó, tiếp tục đường Tô Vĩnh Diện. Đó, thấy không? Ra đường đẹp ngay, Tô Vĩnh Diện ngay. Anh Hùng Tô Vĩnh Diện. Anh ấy làm gì? Chờ em search Google. Không, lấy thân hình lắp đổ cho máy. Phải không? Phan Đình Giót. Phan Đình Giót là Tô Vĩnh Diện là chặn cái pháo không?
hai ba chú chó chạy lon ton vô con chó này nó không sợ ơi. Đường là nhà. Đường là nhà, là nhà, là nhà. Ừ, ở đây giờ dân ở đây giàu lắm cả nhà ơi, nhìn đẹp kinh khủng đẹp. Những đẹp thường mà đẹp kinh khủng. Xe nhiều thật nhiều. Đường đẹp thì đẹp. Đấy, nhìn thấy quán chưa? View chưa? Ôi lên trên đỉnh hết đó hả? View đó tới quán rồi, nhà cái quán mà cao cao đó đó mà bên. Chưa mở cửa. Đây phải 5 phút nữa. Có ăn sáng luôn hả? Có ăn sáng luôn. Có cà phê hả? Có cà phê luôn. Có sữa tố nước ép hả? Này nè. Đúng không quán này đúng không? Gọi một ly caramel đi. Không phải quán này. Xe rồi. Quán này quán khác, xe rồi. Bạn ơi, bạn sai rồi bạn ơi. Ở dưới này. Ba tưởng gì chứ? Dưới này. Đây dưới này nữa. Không hề nha. Dưới này. Bạn đã đi. Đây quán này. Có tìm sửa xe mà quán đâu? Quán này. Có số cũ quá vậy? Không quá, bình thường mà. Mở cửa chưa? Đó, nhìn cái thành phố kìa. Rồi, ok. Vô đâu? Tới đâu cả nhà ơi? Em đi cà phê kitchen.